Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, một tarot reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài tarot và oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là thần lực của vũ trụ đang muốn hậu thuẫn điều gì cho bạn ngay lúc này. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1 ha. Tụ 2. Và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi thần lực của vũ trụ đang muốn hậu thuẫn điều gì cho bạn ngay lúc này. Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở, và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Ở đây mình thấy các bạn tụ 1 là những người rất là nỗ lực, làm việc chăm chỉ, đam mê học hỏi, phát triển bản thân. Một số bạn có khả năng dạo gần đây các bạn hay thức khuya làm việc ha. Và các bạn là những người có khả năng quan sát tinh tường, thấu đáo ha. Và đồng thời là một người có một cái sự gọi là sáng tạo và đầy sự nhiệt huyết. Ở đây mình thấy các bạn cũng là một người rất là được nhiều người yêu quý đó. Hoặc là các bạn cũng là một người rất là đào hoa ha. Là một người có tầm ảnh hưởng đến với người khác, có sức hút. Bạn giỏi ăn nói, bạn khôn ngoan, bạn là một người có sự suy nghĩ linh hoạt, giỏi ứng biến, và đồng thời ăn nói thì rất là trôi chảy và có một cái sự gọi là hoạt ngôn, khéo léo và biết dẫn dắt câu chuyện ha. Và đồng thời có khả năng thu phục lòng người bằng cái sự duyên dáng của bạn, bằng cái khả năng ăn nói thu hút của bạn. Và mình thấy ở đây thì có khả năng một số bạn, các bạn cũng là một người cũng rất là biết cách chỉnh chu, cũng có một cái sự gọi là biết chăm sóc cho bản thân, cho cái vẻ ngoài của mình. Và mình thấy dường như là cuộc sống của bạn đang có những cái sự thay đổi, những cái bước tiến mới, hoặc là sẽ có những cái sự di chuyển, hoặc là các bạn sẽ có một cái khả năng là được thăng chức, thăng tiến bản thân ở đây, khi mà bạn đã nhìn ra được những cái giá trị tích cực của bạn và bạn biết khai triển nó ha. Một số bạn ở đây có khả năng các bạn đang trong giai đoạn của một cái sự cân bằng hài hòa và chữa lành. Có thể là dạo gần đây sức khỏe bạn hơi yếu kém, hoặc là bạn đang rất là cần một cái sự cân bằng trong cuộc sống, và bạn đang dần dần khôi phục lại cái nhựa sống của mình. Một số bạn ở đây có khả năng là các bạn có những vấn đề liên quan đến cảm xúc, liên quan đến tình cảm, hoặc là có những cái vấn đề mà liên quan đến cái sự tự tin. Thì có khả năng là bạn đang trong giai đoạn của một cái sự gọi là lấy lại được cái sức sống của bạn, cái sự tự tin của bạn. Và mình thấy bạn là một người biết tiết chế, là một người có khả năng rất là thấu hiểu và có khả năng liên kết mọi người lại với nhau. Và giai đoạn này có khả năng một số bạn, các bạn cũng có một cái sự hơi, có một cái sự là nhiệt huyết, hoặc là bạn hơi có sự nóng nảy, thì đây là cái thời điểm mà bạn nên có một cái sự tiết chế ha, để giữ cho mình một cái tâm thái bình an, để có thể đưa ra những quyết định, những cái lựa chọn phù hợp, đúng đắn cho cái hành trình của bạn. Mình thấy bạn là một người có khả năng chữa lành rất là tự nhiên ha. Và có khả năng là khi mà bạn đã chữa lành bản thân của mình qua những cái giai đoạn bế tắc trong cuộc sống rồi, thì bạn còn có khả năng hỗ trợ giúp đỡ cho người khác ha, họ cảm thấy tốt hơn bằng những cái sự động viên, những cái lời khuyên nhủ, hoặc là những cái thông điệp, những cái sự chia sẻ mà bạn gửi gắm đến họ ha. Và một cái chân trời tươi mới, một cái ánh sáng đầy hy vọng và đầy sự gọi là vui vẻ trọn vẹn đang đến với bạn rồi. Một số bạn ở đây thì có khả năng là các bạn cần ra ngoài thiên nhiên nhiều hơn, hít thở không khí trong lành, cũng như là hãy tiếp xúc với nguồn nước nhiều hơn trong giai đoạn này, để giữ cho mình một cái sự gọi là nó bình hòa ha, và không quá nóng bức, hoặc là không quá có những cái hành động gây những cái sự gọi là nóng nảy ha, hoặc là gây ra những cái lời nói có sự cay nghiệt đối với người khác
À, giai đoạn này mình thấy dường như các bạn có khả năng là cần phải tiết chế trong cách ứng xử, trong cách giao tiếp thì nó sẽ tốt rất là nhiều cho bạn, giúp cho cái con đường vinh quang của bạn nó được gọi là rộng mở ha. Một số bạn có khả năng các bạn đang có một cái sự chú trọng hơn về mặt sức khỏe, các bạn có sự gọi là biết chọn lựa những cái thực phẩm dinh dưỡng lành mạnh cho sức khỏe của bạn, thì đây là một cái điều rất là tốt. Và mình thấy dường như trong cuộc sống của bạn thì có khá là nhiều người có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn, đó là một người mang nguồn năng lượng nữ. Người này là một người tài giỏi, xinh đẹp, cuốn hút, quyến rũ, trí tuệ, và là một người biết mình cần gì, muốn gì và đã đạt được cái thành công, thành tựu gì đó trong cuộc sống của họ rồi. Và một người mang năng lượng nam, người này thì mình thấy họ là một người mang nguồn năng lượng trẻ, luôn nhiệt huyết, luôn hướng tới tương lai với một cái sức sống, với một cái sự gọi là táo bạo và đầy háo hức. Thì mình thấy thì có khả năng đây chính là cái những người gọi là cộng tác, hoặc là những người cộng sự, hoặc là những đối tác, hoặc là những người trong cộng đồng, hoặc là những người này họ có một cái sự nâng đỡ tinh thần, truyền cảm hứng cho bạn, giúp cho bạn cảm thấy tốt hơn, giúp cho bạn có sự lạc quan hướng về phía trước hơn. Rồi để mình xem coi vũ trụ. Thần lực của vũ trụ đang hậu thuẫn cái điều gì cho bạn ha? Ở đây mình thấy các bạn nên có một cái sự đồng sáng tạo hoặc là đồng hợp tác với ơn trên thần thánh, bởi vì giai đoạn này là giai đoạn mà bạn có khả năng được ơn trên lắng nghe những cái lời cầu nguyện của bạn và mọi thứ nó sẽ được đáp lại ở đây ha. Ở đây vũ trụ muốn nói với bạn là đừng lo sợ ha. Hỡi đứa con thân yêu, những lời cầu nguyện của bạn đã được vũ trụ lắng nghe và sẽ có một cái sự gọi là trả lời ở đây ha. Đôi khi có thể là bạn không cảm thấy là như vậy ha, bởi vì câu trả lời nó đến với bạn một cách rất là bất ngờ. Và có lẽ là bạn sẽ nhận được một cái trực giác, một cái sự cảm giác về cái trực quan của bạn, hoặc là một cái cơ hội mới nó sẽ xuất hiện. Hoặc là một số bạn, các bạn nhận được một cái thông điệp, một cái hướng dẫn, hoặc là đọc được một cái quyển sách nào đó mà nó giúp cho bạn có sự khai sáng ở đây. Và ở đây thì vũ trụ rất là thường xuyên trả lời những lời cầu nguyện của bạn bằng cách cho bạn những cái ý tưởng hoặc là thông tin theo những cách hàng ngày này ha, có khả năng là thông qua những con số lập nữa. Một số bạn dạo gần đây là các bạn hay thấy số 111 ha, thì các bạn có thể lên Google search con số thiên thần để các bạn nhận được những cái hướng dẫn mà cái thiên thần muốn truyền tải cho bạn là gì. Và ở đây thì vũ trụ muốn bạn hãy có một cái sự tinh ý hơn ha, chú ý mọi thứ mà bạn nghe, nói, suy nghĩ và cảm nhận. Hãy đặc biệt chú ý đến sự giúp đỡ đến với bạn và chắc chắn chấp nhận cái sự giúp đỡ đó. Bạn xứng đáng nhận được cái sự trợ giúp này và vũ trụ kêu gọi bạn ha, hoặc là đem đến những cái người gọi là quý nhân đến để hỗ trợ, mang đến cái câu trả lời cho những cái lời cầu nguyện của bạn đó ha. Ở đây vũ trụ muốn bạn hãy dành thời gian một mình trong thiên nhiên là quan trọng đối với bạn. Khi mà bạn dành một khoảng thời gian cỡ chừng 5-10 phút hay gì đó ở trong vườn thì bạn sẽ có khả năng được chữa lành. Và ở đây thì bạn có thể hạnh phúc hơn khi mà bạn sống trong một cái khung cảnh nhiều cây cối xung quanh. Và nếu như một số bạn, các bạn nghĩ đến cái việc rời xa một cái cuộc sống thành phố ha, thì bạn đang được khuyến khích để có thể gọi là kết nối với thiên nhiên. Khuyến khích một cái sự gọi là trải nghiệm đó.
Hoặc bạn cũng có khả năng là làm vườn, chăm sóc cây cối hoặc là chăm sóc thú cưng. Những điều này nó sẽ giúp cho cái tinh thần của bạn bình ổn và giúp cho cái quá trình chữa lành nó diễn ra một cách thuận lợi hơn cho bạn. Ha, chữa lành về mặt thể chất hoặc là chữa lành về mặt tinh thần của bạn. Và vũ trụ đang giúp cho bạn khám phá và tặng những cái món quà mà bạn có được cho thế giới này. Hãy có một cái sự chia sẻ, lan tỏa những cái giá trị tích cực, những cái phẩm chất tốt đẹp, những cái sự sáng tạo, thông minh, tinh anh của bạn cho cuộc sống này. Và đồng thời hãy chắc chắn rằng bạn có dành nhiều thời gian hơn trong tự nhiên ha. Ở đây vũ trụ đang cố gắng để giúp cho bạn có một cái sự lấy lại cái sự cân bằng của bạn. Việc của bạn ngày hôm nay là hãy có một cái sự cân bằng cái thời gian của bạn giữa công việc, vui chơi, ha, tập thể dục hoặc là các mối quan hệ. Bởi vì ở đây vũ trụ biết rằng bạn đang rất là bận rộn. Và đồng thời thì khi mà cái lịch trình của bạn nó trở nên không cân xứng thì năng lượng của bạn nó sẽ bị giảm xuống. Và cái việc năng lượng giảm nó tạo ra những cái ảo tưởng rằng bạn không có đủ thời gian trong ngày. Và một cái vòng luẩn quẩn của những giới hạn thời gian nó sẽ xảy ra. Thì ở đây vũ trụ yêu cầu bạn hãy tập thể dục, hãy thiền định và vui chơi thường xuyên ha, trong ngày của bạn. Bởi vì vũ trụ biết rằng việc cân bằng cuộc sống giữa bạn với công việc, vui chơi, tinh thần, tập thể dục hay gì đó hoặc là các mối quan hệ sẽ giúp cho bạn có một cái sự phát triển và cảm thấy vui vẻ hơn. Và nếu như bạn cảm thấy quá tải với trách nhiệm của mình, đừng ngần ngại xin vũ trụ và các thiên thần nâng đỡ gánh nặng cho bạn ha. Và ở đây một cái sự bắt đầu mới đang đến với bạn. Một sự khởi đầu mới, những cơ hội mới hoặc là những cái trải nghiệm tuyệt vời đang được mở ra. Hãy đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống của bạn, bao gồm những cơ hội, con người và dự án mới. Và ở đây vũ trụ biết rằng sự thay đổi có thể đáng sợ và bây giờ Ngài đang bao quanh bạn bằng năng lượng yêu thương. Và đồng thời hãy cầu xin vũ trụ và các thiên thần để bạn không còn cảm thấy sợ hãi khi mà đối mặt với những cái tình huống mới lạ ha. Và vũ trụ sẽ giúp cho bạn thúc đẩy được cái sự tự tin và năng lượng của bạn để bạn có thể tận hưởng những khởi đầu mới của mình. Đôi khi chúng ta bám lấy những cái thói quen cũ bởi vì chúng ta đã quen thuộc với cái điều đó. Thì ở đây vũ trụ yêu cầu bạn cởi mở với cách tiếp cận mới đối với cuộc sống của bạn. Có lẽ là Ngài sẽ dạy cho bạn một cách nhìn mới về các tình huống hoặc là có thể là kêu gọi bạn học một cái kỹ năng mới. Dù là gì đi chăng nữa thì một cái sự bắt đầu mới đang diễn ra. Hãy cho phép bản thân của bạn được hòa nhịp với cái hoàn cảnh mới mẻ này. Và bạn có khả năng sẽ nhìn thấy bản thân mình có sự thay đổi thông qua những cái trải nghiệm mới đầy thú vị ha. Và một cái sự nhấn mạnh rằng những lời cầu nguyện của bạn đang được trả lời rồi. Bạn không cần phải nghi ngờ về cái điều đó. Tuy nhiên mọi thứ đều vận hành theo quy luật của vũ trụ và thời gian thiêng liêng. Điều này có nghĩa là một số mảnh ghép nhất định trước tiên phải được đặt đúng cái vị trí để các phần khác có thể thành hiện thực. Và nếu như bạn cố gắng bỏ qua hoặc là vội vàng làm một cái điều gì đó thì toàn bộ kế hoạch của bạn nó sẽ thiếu cái nền tảng vững chắc ha. Và đừng cố mở bất kỳ cánh cửa nào có vẻ như đã đóng lại với bạn. Thay vào đó bạn hãy nhờ ơn trên hướng dẫn xem liệu cánh cửa đóng lại có phải là do những cái kỳ vọng tiêu cực hay đó chỉ đơn giản là một cái dấu hiệu của thời điểm thần thánh. Hãy tìm kiếm những cái cánh cửa khác đang mở ra và bước qua chúng với cái niềm tin và lòng biết ơn ha. Ở đây bạn được khuyến khích hãy kiên nhẫn hơn bởi vì thời điểm đúng lúc thì mọi thứ nó sẽ có một cái sự gọi là thăng tiến thôi ha. Việc của bạn là cứ cố gắng xây dựng nền tảng trước đã. Thì về lâu về dài bạn sẽ có được cái quả ngọt từ những cái hành động ngay bây giờ ha. Thần lực của vũ trụ đang hậu thuẫn điều gì cho bạn?
Ở đây vũ trụ đang giúp cho bạn tháo gỡ được những cái khúc mắc, những cái sự mắc kẹt, những cái sự chênh vênh hoang mang của bạn trong giai đoạn này. Đặc biệt là cái đêm trăng tròn là bạn thường hay có những cảm xúc tiêu cực, bị lo sợ về tương lai, về cuộc sống hiện tại, rồi khiến cho bạn cảm thấy bị động và không dám thực hiện bất kỳ hành động nào hết ha. Một số bạn có khả năng các bạn rất là muốn đổi mới bản thân, muốn thoát khỏi cái giai đoạn khó khăn, nhưng mà đôi khi bạn bị cái nỗi lo sợ thất bại hay gì đó nó kéo bạn xuống, khiến cho bạn không có dám thay đổi. Thì ở đây với cái tình yêu thương bao la của vũ trụ sẽ hỗ trợ giúp cho bạn có thể gọi là vượt qua được cái giai đoạn này, khi mà bạn có sự đối mặt với nó và có một cái sự gọi là cân bằng, tìm ra cái hướng giải quyết thì giải pháp sẽ được đưa đến cho bạn ha. Một số bạn ở đây thì có khả năng là các bạn cần phải bước ra khỏi cái vùng giới hạn bản thân của bạn. Bạn có rất là nhiều tài năng nhưng mà bạn có sự gọi là ôm chặt nó, bạn không có dám gọi là khai triển, thì bây giờ là lúc để bạn có sự khai triển và phát triển rồi ha. Hãy có một cái sự gọi làm hết sức để có thể tỏa sáng ở đây. Ở đây thì mình thấy khả năng một số bạn, các bạn cũng đang rất là tiết kiệm tiền bạc, không dám tiêu xài phung phí. Các bạn đang cố gắng kiểm soát mọi thứ. Và đôi khi khi những cái kiểm soát này nó sẽ khiến cho bạn đâm ra có những cái nỗi sợ nó nặng nề hơn nữa. Việc của bạn là hãy có một cơ sự gọi là chấp nhận theo cái dòng chảy cuộc sống, chấp nhận theo cái kế hoạch mà vũ trụ mang tới cho bạn. Và một người mang năng lượng nam. Đây là một người rất là tinh anh, một người rất là có một cái sự nhẹ nhàng, lịch sự, ha, biết lắng nghe, biết thấu hiểu, là một người cũng đã có một cái sự vững chắc trong cuộc sống rồi. Thì người này là một người mang cái nguồn năng lượng chữa lành rất là cao. Thì một số bạn, các bạn có những vấn đề về sức khỏe thì cái người này họ sẽ giúp đỡ chữa lành cho bạn về mặt sức khỏe hoặc là về mặt tinh thần của bạn. Đây có khả năng là một người sếp, một người hoặc là một người bác sĩ, y tá gì đó vân vân. Hoặc là đây là một người cộng sự, họ có khả năng giúp cho bạn tháo gỡ những cái lo lắng bồn chồn bên trong bạn. Hoặc thậm chí một số bạn nữ thì đây là cái người yêu. Một người yêu mới họ sẽ đến để giúp cho bạn lấy lại được cái niềm tin yêu trong cuộc sống. Và ở đây cái mối tình này sẽ rất là đẹp. Tuy nhiên hiện tại các bạn còn đang rất là lo lắng tương lai, liệu mọi thứ này có diễn ra hay không? Liệu mình có được hạnh phúc hay không, hay là toàn những cái sự gọi là thăng trầm nghiệt ngã thôi. Thì việc của bạn là cái việc bạn lo lắng mà cũng không có giải quyết được gì cả ha. Và nó khiến cho bạn càng gọi là cảm thấy stress hơn nữa. Việc của bạn là hãy có sự giải phóng những cái nỗi sợ này. Bản thân của mình thì phải có một cái sự chấn chỉnh lại, cân bằng lại, nâng cao cái niềm vui trong cuộc sống của mình, tận hưởng và biết ơn những gì mình đang có ha. Đồng thời khi mà bạn giải phóng được tất cả, bạn không còn kiểm soát nữa nữa, bạn không còn để nó gọi là khiến cho bạn sợ hãi nữa, thì bạn mới có một cái tinh thần phấn chấn hướng về phía trước với một cái sự tự do, lạc quan, yêu đời hơn rất là nhiều. Và ở đây thì có khả năng một khởi đầu mới sẽ đến với bạn, một khởi đầu mới trong tình yêu, một khởi đầu mới trong công việc, hoặc là một khởi đầu mới để có thể lột xác, biến thành một cái phiên bản cao cấp hơn trong cái hành trình sắp tới. Ha, bạn có thể làm được. Nhưng mà ở việc của bạn là phải có một cái sự tạo ranh giới, biết bảo vệ bản thân của mình trước những cái suy nghĩ tiêu cực, những con người tiêu cực, những cái drama tiêu cực trong cái giai đoạn này. Và hãy biết gọi là sống hòa nhã, cân bằng hơn trong giai đoạn này, tránh gây những cái hành động quá khích hoặc là những cái điều gọi là sẽ khiến cho bạn hối hận. Những sự chữa lành sẽ được diễn ra ở đây ha, tình huống của bạn nó sẽ được giải quyết một cách êm và gọn. Đồng thời bạn sẽ cảm thấy thông dong, cảm thấy tươi vui và cảm thấy như là mọi thứ nó được dỡ bỏ ở đây. Việc của bạn là hãy luôn tin tưởng, biết ơn và có một cái sự gọi là vững vàng. Thì có khả năng hành trình của bạn sẽ là một cái hành trình mới với những cái sự gọi là phát triển bản thân. Bạn trở nên ưu tú hơn ha, và bạn có một cái sự nắm vững cái con đường của bạn, hành trình của bạn, đạt được cái sự thành công vang dội, thậm chí được nhiều người yêu thương, thậm chí còn có khả năng thu hút được một đối tượng thực sự yêu thương bạn thật lòng. Và một cái tương lai tươi mới sẽ đến, nhưng mà giai đoạn này là cái giai đoạn bạn phải vượt qua ha, những cái biến cố bằng những cái lời khuyên, sự hướng dẫn mà vũ trụ đang mang tới cho bạn đó.
Ở đây thì vũ trụ mang đến cho bạn một cái sức mạnh để bạn có thể loại bỏ cái quá khứ và cho phép một cái điều tốt đẹp, mới mẻ sẽ đến. Bạn là một người có khả năng lãnh đạo và đồng thời vũ trụ giúp cho bạn đứng vững trong cái ánh sáng chân lý của mình. Đồng thời để giúp cho những người khác họ có thể tìm thấy con đường họ nhờ ánh sáng đó. Và ở đây, ngài giúp cho bạn có sự củng cố cái sức mạnh ý chí của bạn để bạn có thể hoàn thành bất cứ những cái nhiệm vụ nào mà bạn chọn. Và vũ trụ mang đến cho bạn cái sự ban phước đặc biệt ha, và khuyến khích bạn tin vào cái sức mạnh của chính mình ha, và chủ động về những gì quan trọng nhất đối với bạn ở đây. Và bạn hãy biết rằng là bên trong bạn là một cái sức mạnh và lòng dũng cảm to lớn. Tuy nhiên, chỉ vì bạn có thể xoay sở để tiếp tục khi mà bạn kiệt sức hoặc là căng thẳng, điều đó không có nghĩa là bạn phải làm như vậy ha. Bạn được khuyến khích bởi sự hướng dẫn cao hơn để bạn có thể gọi là loại bỏ những căng thẳng trong tâm trí và cơ thể của bạn. Bạn sẽ có được cái nguồn năng lượng thông qua cái sự giải phóng này và thậm chí có thể nhìn mọi thứ theo một cách mới và lạc quan hơn. Hãy chuyển sang cái trạng thái gọi là sống ở hiện tại, thoải mái và thú vị hơn, sẽ giúp cho bạn vượt qua quá khứ và tạo dựng thành công trong tương lai của mình. Và ở đây thì có khả năng là bạn đang được nâng cao rung động của mình hướng tới cái tần số cung cấp tình yêu thương vô điều kiện ha. Bạn đang đạt được cái mức độ thành tựu cao và nỗi đau trong quá khứ và những cái hành vi tự đánh bại bản thân sẽ không còn chỗ đứng trong trái tim của bạn nữa. Và ở đây thì trong cái quá trình của bạn thì Chúa Giêsu sẽ là người đồng hành để giúp cho cái quá trình của bạn nó được đẩy mạnh và giúp cho bạn có sự gọi là rời bỏ quá khứ để đạt được cái sự thắng lợi vượt lên trên nỗi sợ những cái nỗi buồn khổ của bạn và có một cái điều tươi mới, một cái sự kết thúc để mở ra một cái chương mới cuộc đời và những cái điều mà bạn đạt được nó sẽ mang tính vĩnh cửu ha. Và nó có khả năng là tạo ra được những cái điều thực sự mang cái giá trị tích cực cho cộng đồng, cho cuộc sống, cho cái trái đất này. Hoặc là một số bạn thì mình như mình nói, vũ trụ sẽ có một cái sự giúp đỡ để bạn có khả năng gọi là tận hưởng được một cái tình yêu vô điều kiện ha, tình yêu đôi lứa, tình yêu thương cuộc sống và cho cộng đồng, và tình yêu thương chính mình ở đây. Có công mài sắt có ngày nên kim ha, thì việc của bạn là hãy có một cái sự chấp nhận cái điều gì đó mà bạn không thể làm chủ được và hãy có sự cố gắng và đồng thời có khả năng gọi là quản lý những gì mà bạn có khả năng gọi là thay đổi được, bởi vì bạn là người sẽ kiến tạo nên tất cả mọi thứ và bạn sẽ trở thành một người rất là rực rỡ, rất là đầy ánh hào quang và được sự ngưỡng mộ từ người khác bởi cái ý chí vượt lên trên số phận, vượt lên trên những nghịch cảnh để bạn có thể đạt được cái sự gọi là thăng cấp bản thân của mình ở đây. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ hai để xem coi thần lực của vũ trụ đang hậu thuẫn bạn ha, điều gì ngay lúc này. Và đây là những trả bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Ở đây mình thấy các bạn tụ hai là những người đang lo nghĩ rất là nhiều điều trong cuộc sống của bạn ha, có nhiều con đường, nhiều cái cánh cửa hoặc là nhiều cơ hội mở ra hoặc là nhiều chuyện đang xảy đến dồn dập khiến cho bạn đôi khi cảm thấy rất là hoang mang, không biết tương lai nó sẽ đi về đâu hoặc là bạn không biết là mọi thứ nó sẽ diễn tiến như thế nào hoặc là mình nên chọn con đường nào, mình nên phát triển cái điều gì, kiểu như là các bạn đang cảm thấy có sự gọi là rất là chênh vênh, rất là bấp bênh và mất đi cái sự cân bằng á. Ha, bạn là một người cực kỳ sáng tạo, cực kỳ nhiệt huyết và là một người có những ý tưởng rất là độc lạ.
Và đồng thời có khả năng là một số bạn các bạn có rất là nhiều cái hoài bão, nhiều cái khát vọng, nhiều cái đam mê ha. Bạn muốn thành công trong nhiều lĩnh vực, nhưng mà việc của bạn là hãy tập trung vào một cái lĩnh vực nào đó mà bạn thực sự có chuyên môn về nó ha, bạn có khả năng làm được nó. Và hãy giữ cho mình sự tập trung, đừng để bản thân bị phân tán tư tưởng quá nhiều trong cái giai đoạn gọi là phiền nhiễu này. Các bạn đang nỗ lực kiếm tiền, chăm chỉ, siêng năng. Và ở đây một số bạn, các bạn có đôi bàn tay rất là khéo, một người có tay nghề, có kỹ năng, có sự cố gắng ha, và có sự uy tín nữa. Các bạn cũng đang trong giai đoạn của một cái sự hồi phục lại sức khỏe, tinh thần và thể chất của bạn. Các bạn là những người khá là hòa nhã, là những người khá là cân bằng, và là những người biết yêu thương cha mẹ, ông bà. Và ở đây có khả năng các bạn cũng đang rất là lo lắng, quan tâm đến sức khỏe của gia đình bạn, đặc biệt là cha mẹ của bạn. Và ở đây thì mình thấy có khả năng cái quá trình chữa lành đang được diễn ra. Và một số bạn thì mình thấy có khả năng là bạn nên tiếp xúc với thiên nhiên, cho mình một cái khoảng bình yên thoải mái để bản thân mình không có bị dao động hoặc là bị gọi là tụt giảm cảm xúc, tụt giảm năng lượng quá nhiều ha. Một số bạn có khả năng là nguồn năng lượng, cái tần số của bạn đang bị giảm xuống, thì việc của bạn nên ra ngoài thiên nhiên để sạc pin lại. Ở đây thì có khả năng các bạn là những người cũng rất là yêu hoa lá cây cành đó. Có khả năng là bạn cũng có rất là duyên, có duyên với việc trồng cây. Và có khả năng một số bạn có thể là các bạn nên có những hoạt động lành mạnh như là tập thể dục, trồng cây đó, nó giúp ích cho bạn rất là nhiều, giúp cho bạn lấy lại được cái sự bình tĩnh đó, cái sự cân bằng và hài hòa đó ha. Ở đây thì có khả năng các bạn cũng đang có một cái sự bối rối giữa hai quyết định nào đó, các bạn đang có một cái sự cân đong đo đếm liệu mọi thứ nó có diễn ra được hay không, hoặc là quyết định nào nó sẽ phù hợp với bạn hơn. Và ở đây có khả năng là một số bạn có thể là các bạn cũng đang mong chờ ha, đang mong chờ những tin tức liên quan đến con cái, thì có khả năng là khi mà bạn gọi là bình thản nhất, bạn không có quá bị áp lực vào vấn đề này á, thì mọi thứ nó mới diễn ra một cách thuận lợi với bạn, và bạn sẽ có tin tức vui về con cái thôi ha. Và giai đoạn này một số bạn, các bạn được khuyến khích hãy trở thành một người con hiếu thảo, hoặc là một người người cha người mẹ nêu gương cho con cái của mình thật là tốt ha, hoặc là quan tâm nhiều hơn đến con cái của bạn trong lúc này. Rồi, để mình xem coi thần lực của vũ trụ đang hậu thuẫn bạn điều gì ngay lúc này. Ở đây thì một cái chương mới trong cái đời sống tình yêu của bạn đang bắt đầu, dù là đối với đối tác mới hay là tình yêu đối với những mối quan hệ hiện tại của bạn ha. Ở đây thì có khả năng là bạn đang ở trong một cái dòng chảy mới của tình yêu thiêng liêng qua một cái đối tác trong cuộc sống của bạn, và vũ trụ đang chuẩn bị cho bạn nhận thức về những người mới bước vào cuộc đời của bạn. Và cái người này nó họ không có giống với những người bạn đời trước đây của bạn. Hãy cởi mở với những cái thay đổi trong các mối quan hệ hiện tại của bạn, và đừng bám chặt vào những cái ý tưởng về cái cách bạn nghĩ các mối quan hệ nên như thế nào. Đây là thời điểm cho những cái thay đổi kỳ diệu trong đời sống tình cảm của bạn, và bạn được yêu cầu tin tưởng vào vũ trụ và các thiên thần để giúp cho bạn giải quyết mọi việc vì cái lợi ích cao nhất của bạn. Những thay đổi trong đời sống tình cảm của bạn nó sẽ chỉ trở nên đau đớn nếu bạn cứng nhắc trong suy nghĩ và hành vi. Và nếu như bạn trôi theo dòng chảy của tình yêu, thì bạn sẽ thấy rằng những cái phần cũ trong cuộc sống tình yêu của bạn nó sẽ bị cuốn trôi. Và chúng sẽ nhanh chóng được thay thế bằng những khía cạnh mới sẽ khiến cho bạn thích thú. Các mối quan hệ hiện tại của bạn có thể kết thúc, hoặc là chúng có thể đang đóng vai trò chuyển tiếp sang một cái giai đoạn mới của sự đam mê và một cái tình yêu thăng hoa hơn. Hoặc là một đối tác mới có thể bước vào cuộc sống của bạn và truyền cảm hứng hạnh phúc tuyệt vời cho cả hai.
Thì nói chung là một số bạn, các bạn đang trong giai đoạn tìm kiếm tình yêu, là có khả năng đối tác sẽ đến nha. Một cái tình yêu thiêng liêng mà vũ trụ gọi là mang tới cho bạn. Hoặc là tình yêu, một số bạn, các bạn đang có tình yêu rồi, thì tình yêu của các bạn nó sẽ có một cái sự thăng hoa hơn, hạnh phúc hơn, đắm say hơn, mãnh liệt hơn ha. Ở đây vũ trụ muốn bạn hãy có sự tin tưởng và đi theo cái trực giác của bạn. Đó là những cái hướng dẫn mà vũ trụ và các thiên thần sẽ nói với bạn ở đây ha. Bạn đang được hướng dẫn thiêng liêng ngay bây giờ. Và đồng thời trực giác sẽ cho bạn biết được những cái điều mà ơn trên muốn gọi là gửi gắm đến cho bạn. Bạn phải tin tưởng và làm theo những hướng dẫn này. Và ở đây thì những hướng dẫn thiêng liêng chứa những cái sự quan trọng dành cho bạn. Và ở đây thì có khả năng các thiên thần đang muốn gây ấn tượng cho bạn ha. Trong giai đoạn này các bạn sẽ có rất là nhiều cái thông điệp được đưa tới, hoặc là có khả năng một số bạn có thể là bạn sẽ thấy rất là nhiều con số lạc trong giai đoạn này, hoặc là những trải bài tarot mang tính thông điệp quan trọng dành cho bạn, để bạn có thể gọi là được hướng tới một cái hành trình tình yêu mới, hoặc là một cái con đường mới gì đó cho bạn ở đây. Cho nên hãy biết lắng nghe trực giác của mình, cũng như có một cái sự gọi là biết nhìn nhận một cách sâu sắc rõ ràng những cái dấu hiệu mà ơn trên đưa đến cho bạn ha. Một số bạn có khả năng vũ trụ sẽ có một cái sự gọi là tuôn đổ cái nguồn trí tuệ thiêng liêng vào trong tinh thần của bạn, để bạn có những cái sự gọi là thông thái hơn, thông tuệ hơn, để bạn có thể chia sẻ với mọi người và giúp đỡ được rất là nhiều người cần đến bạn trong giai đoạn này. Những người cũng trải qua những giai đoạn gọi là tối tăm, miên man, không thấy được con đường phía trước như bạn. Nhưng mà mình thấy là có khả năng bạn là người sẽ là người dẫn đầu, sẽ là người vượt qua được tất cả, và bạn sẽ là người gọi là cầm đuốc để có thể sáng soi con đường cho người khác, hoặc là chữa lành cho người khác. Bạn được khuyến khích là hãy dành thời gian một mình trong thiên nhiên là quan trọng đối với bạn. Dù cho 5-10 phút gì đó thì bạn cũng có khả năng gọi là được chữa lành qua việc bạn kết nối với thiên nhiên nhiều hơn. Và ở đây thì có khả năng là một số bạn có thể là bạn được khuyến khích chọn những công việc liên quan đến thực vật hoặc là liên quan đến động vật. Có thể là bạn trồng cây, hoặc là bạn làm những công việc chăm sóc thú cưng, khám phá thế giới giao tiếp của động vật. Và ở đây thì vũ trụ giúp cho bạn có một cái sự khám phá và tặng những cái món quà của mình cho thế giới này ha. Giúp cho bạn có khả năng gọi là khai triển những cái món quà của bạn, giống như là những cái tài năng tiềm tàng của bạn nó có sự gọi là thăng hoa và nâng cấp. Và bạn có thể tận dụng những điều đó để có thể mang đến những giá trị tích cực cho thế giới này ha. Ở đây một số thông điệp dành cho một số bạn, các bạn có con cái nè. Bạn được yêu cầu hãy quan tâm đến con của bạn ha, ngay bây giờ. Hoặc là một số bạn như mình nói có khả năng sẽ có tin vui về con cái, như nếu như bạn đang mong muốn cái điều đó. Và bạn cũng cần phải có sự quan tâm đến đứa trẻ bên trong bạn nữa. Ở đây thì một số bạn, các bạn cũng được khuyến khích hãy giúp đỡ cho trẻ em ha, và giúp đỡ cho những cái thế hệ trẻ trong giai đoạn này, họ rất là cần những cái lời khuyên, cần những cái sự động viên hoặc là hướng dẫn của bạn đó. Và hãy dành một chút thời gian để hỏi cái đứa trẻ bên trong của bạn ha, liệu xem nó cảm thấy như thế nào và nó muốn làm gì. Và hãy lên kế hoạch cho một cái buổi dạo mát ha, đi chơi để cảm thấy thoải mái, để đứa trẻ bên trong của bạn nó cảm thấy vui vẻ hơn. Và đồng thời thì khi mà bạn cảm thấy bình yên, cảm thấy vui vẻ, thì những cái sự tích cực hoặc là những cái thông điệp hướng dẫn nó sẽ có sự rõ ràng hơn cho bạn. Thần lực của vũ trụ đang hậu thuẫn điều gì cho bạn ngay lúc này? Ở đây một cái sự đổi mới ha. Một số bạn, các bạn có những cái nỗi buồn hoặc là những cái sự tổn thương gì đó, hoặc là các bạn có những cái sự đổ lỗi bản thân ha. Hoặc là một vài bạn, các bạn đang trong giai đoạn bị
những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc liên quan đến tình yêu, liên quan đến cảm xúc, thì mọi thứ nó sẽ được hóa giải ở đây. Tuy nhiên là bạn cần phải có một cái sự đối mặt với những cái cảm giác này, những cảm xúc này, và đồng thời hãy biết trân trọng và yêu thương bản thân của mình hơn, ngọt ngào hơn, hài hòa hơn trong giai đoạn này ha. Đừng quá chê trách bản thân, đừng quá hạ thấp bản thân, hoặc là đừng quá khắc nghiệt với bản thân của mình. Khi mà mình đã có những cái hành động gì đó thiếu sót trong quá khứ và bạn cảm thấy hối tiếc về cái điều đó, thì ở đây vũ trụ tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Nếu như bạn biết hối lỗi và bạn có một cái sự gọi là thay đổi bản thân của bạn, cố gắng trở thành một người tốt hơn ha, cố gắng trở thành một người gọi là biết suy nghĩ và loại bỏ những cái điều tiêu cực, những cái thói quen không hay, để bạn có thể trở thành một con người mới ha. Và ở đây thì có khả năng những cái tin tức vui sẽ đến với bạn, những tin tức vui mà liên quan đến những cái vấn đề như tiền bạc, liên quan đến sự chữa lành, liên quan đến những ý tưởng nó sẽ đến với bạn, và bạn sẽ cảm thấy một cái cuộc sống nó thoải mái và yên bình hơn. Việc của bạn là hãy bắt tay thực hiện những cái kế hoạch chi tiết gì đó của bạn, và từng bước một để có thể tạo nên cái thành công. Và đừng để những cái điều phiền muộn nó ảnh hưởng đến tinh thần của bạn quá nhiều trong lúc này, thì sẽ khiến cho bạn có một cái sự gọi là không có cái nhựa sống, không có cái sự mạnh mẽ để bạn tiến về phía trước. Một số bạn ở đây thì có khả năng là bạn là một người phải trải qua những giai đoạn biến cố, thì bạn mới có khả năng gọi là đối mặt với cái bóng tối linh hồn của bạn để bạn có thể chữa lành hoàn toàn. Và cái điều này nó đóng góp một phần rất là quan trọng trong cái sứ mệnh thiêng liêng của bạn, mang cái tính chất của việc chữa lành, có thể là chữa lành về mặt sức khỏe hoặc là chữa lành về mặt tinh thần ở đây. Một số bạn là có khả năng là bạn đang dần nhận ra được cái sứ mệnh cuộc sống của mình là gì, và ý nghĩa cuộc sống của mình như thế nào, và bạn muốn có một cuộc sống có giá trị, thì đây là thời điểm để bạn nhận ra được cái điều đó và bắt tay vào thực hiện nó ha. Mình thấy thì có khả năng trong quá trình chữa lành của bạn thì có khả năng một người mang năng lượng nữ, đây là một người rất là lãng mạn yêu thương, một người rất là chan hòa và là một người có sự tinh tế biết thấu hiểu người khác. Thì có khả năng đây là một người sẽ giúp đỡ cho cái hành trình chữa lành của bạn, hoặc đây là một người sẽ tương trợ, ủi an, ha, động viên bạn. Hoặc cũng có khả năng đây chính là cái nguồn năng lượng của bạn trong thời gian tới, ha, vũ trụ mang tới cho bạn cái niềm vui, niềm hạnh phúc dâng tràn khi mà bạn đã vượt qua được những biến cố, và bạn còn tận dụng cái điều đó để hoàn thành tốt cái sứ mệnh của bạn. Một số bạn ở đây thì mình thấy là các bạn không cần phải gọi là quá buồn bã hoặc là hối tiếc về những gì mà mình đã gây ra trong quá khứ. Việc của bạn là hãy nhìn nhận cái điều đó sai và mình có sự gọi là đúc kết kinh nghiệm và đồng thời thay đổi tốt hơn ha. Mình thấy dường như là sẽ có một cái sự kết quả nở hoa gì đó sẽ đến với bạn, hoặc là một cái sự công bằng công lý sẽ được thực thi ở đây ha. Có thể là những gì mà bạn vướng mắc trong quá khứ nó sẽ mở ra cho bạn một cái tương lai nó rộng mở hơn, và giúp cho bạn có sự cân bằng hài hòa. Cũng như ở đây thì có khả năng là bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc về cuộc đời, bạn có khả năng sẽ tha thứ cho những người đã gây lỗi lầm với bạn, và tha thứ cho những cái hành động, những cái quyết định sai lầm của bản thân mình. Thì ở đây một cái tình yêu sẽ đến với các bạn, như mình nói ha, một tình yêu mới hoặc là một cái sự chữa lành trong cái chuyện tình cảm của hai bạn. Và sẽ có một cái sự nâng cấp lên ha, hài hòa hơn, hạnh phúc hơn, và một số bạn nữ ở đây các bạn sẽ cảm thấy được yêu thương, được quan tâm hơn. Sẽ có một cái sự nói ra những cái nỗi niềm của mình, nói ra những cái tâm sự ha, và đồng thời một cái sự gọi là trưởng thành hơn, tỉnh ngộ, giác ngộ hơn trong cái giai đoạn này, và cả hai đều hướng về nhau và cùng nhau cố gắng tạo ra một cái tương lai nó vững chắc và tươi sáng hơn ở đây. Có khả năng một số bạn các bạn đang trong giai đoạn chia tay, kết nối, các bạn vẫn còn rất là mong muốn ha, người ấy sẽ quay trở về và sẽ có một cái kết đẹp ở đây.
À, một số bạn nếu như các bạn có những cái sự hối lỗi gì đó về những cái hành động của mình trong quá khứ thì việc của bạn là bạn cần phải có một cái sự sửa chữa những cái lỗi lầm đó ha, bằng cách ha, nói lên những lời xin lỗi hoặc là thực hiện một cái hành động gì đó để cho cái đối tượng của bạn họ biết được bạn đã nhận ra cái điều sai của mình và muốn khắc phục. Thì mình thấy có một cái sự tha thứ được diễn ra ở đây ha. Tuy nhiên một số bạn các bạn đã cảm thấy vô cùng hối tiếc với cái sự lựa chọn của bạn. À, một người không thương bạn và có sự gọi là phản bội bạn thì một cái điều tươi mới là vũ trụ sẽ hậu thuẫn giúp cho bạn tìm được cái người thực sự gọi là ưng ý, người thực sự gọi là quan tâm đến bạn. Và sẽ trao cho bạn một cái tình yêu chân thành ha. Và người này họ sẽ đến chữa lành những cái vết thương của bạn và nâng đỡ cái trái tim của bạn và mọi thứ nó sẽ được gọi là êm ái trở lại và bạn có một cái sự gọi là hét lên cùng với vũ trụ với những cái niềm vui, niềm hạnh phúc mà bạn có được. Một cái kết viên mãn hài lòng sẽ đến với bạn thôi ha. Một số bạn ở đây các bạn làm trong lĩnh vực chữa lành có khả năng là bạn đang trải qua những giai đoạn cam go, những cái buổi huấn luyện đào tạo rất là khắt khe. À, để bạn có khả năng nâng cao tay nghề của bạn, có khả năng nhận biết sâu sắc rõ ràng về những tình huống và biết cách để có thể giúp cho những người trong cái tình huống như bạn, họ sẽ cảm thấy tốt hơn và có thể chữa lành được cái con tim buồn bã của mình ha. Và giai đoạn này thông qua cái trực giác của bạn, vũ trụ sẽ có những cảnh báo để bạn có một cái sự biết đầu tư kinh doanh hợp lý để tránh gọi là bị rơi vào những cạm bẫy của người khác. Giai đoạn này đừng quá tham vọng ha. Hãy tập trung vào cái điều gì thực sự ưu tiên ngay lúc này thôi và cái sự thực tế thực tiễn và lên kế hoạch tốt. Nếu không có khả năng sẽ rơi vào bẫy của người khác đó nha. Và trực giác của bạn nó sẽ rất là nhạy và giúp cho bạn có một cái sự gọi là nhìn nhận cái vấn đề một cách khách quan nhất. Nếu cần các bạn có thể xin ý kiến từ những người thân của bạn, đặc biệt có khả năng là mẹ của bạn chẳng hạn ha. Và mình thấy cái vấn đề tiền bạc tài chính của bạn nó cũng sẽ có một cái sự được giải quyết thôi ha. Và có khả năng mọi thứ nó sẽ trở nên hài hòa với bạn thôi. Có khả năng bạn cũng sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc hoặc là cái vấn đề tài chính của bạn nó cũng có một cái sự phát triển khi mà bạn chú tâm, bạn tập trung vào cái đường hướng tương lai của bạn, bạn cố gắng, bạn nỗ lực làm việc thì lâu ngày nó cũng sẽ tạo nên một cái sự trù phú phồn vinh cho bạn ha. Nhưng mà các bạn được khuyến khích hãy chữa lành cái đứa trẻ bên trong, chữa lành cái trái tim của bạn trước, sau đó thì khi bạn cân bằng hài hòa bên trong, mọi thứ trong bên ngoài cuộc sống của bạn nó cũng sẽ có một cái sự hài hòa và trọn vẹn và mọi thứ có sự suôn sẻ hơn và niềm vui, niềm hạnh phúc sẽ đến ha. Và ở đây thì bạn đang ở giữa quá trình chữa lành trái tim, quá trình chữa lành những cái nỗi sợ hãi và lo lắng. Và đồng thời ở đây thì những cái điều tiêu cực này nó đang ngăn cản bạn tận hưởng trọn vẹn cái vẻ đẹp lộng lẫy của mình. Và vũ trụ ở đây với tất cả cái sức mạnh tinh tường của Ngài sẽ giúp cho bạn có sự tắm rửa trong cái ánh sáng hồng dịu dàng. Mọi sự giận dữ, sợ hãi, buồn bã, cay đắng, thất vọng và tổn thương đều được xoa dịu trong tình yêu thương và bình yên ha. Và Ngài mang đến cho bạn một cái dấu hiệu cho thấy tương lai của bạn sẽ nở rộ một cái tình yêu sâu sắc, đầy lòng gọi là trắc ẩn và đầy cái sự gọi là cân bằng và chân thành ở đây. Và ở đây thì thiên thần Michael muốn gửi một cho bạn một cái sự trấn an rằng ha, một cái lời yêu thương là Ngài rất là yêu thương bạn, yêu thương một cách vô điều kiện luôn. Và đồng thời Ngài sẽ giúp cho bạn có một cái hành trình tốt đẹp ha, sẽ phục vụ, sẽ hỗ trợ bạn trong cái hành trình cuộc sống của bạn.
và Ngài đang mang đến cho bạn một cái món quà tinh thần, ha, chìa khóa của ánh sáng. Và chìa khóa này cho phép bạn mở bất kỳ những cánh cửa nào và loại bỏ mọi chướng ngại vật và giải phóng bản thân khỏi một cái nhà tù hoặc là khỏi cái tình trạng trở thành nạn nhân, ha, về thể chất, cảm xúc hoặc là tâm lý. À, bạn không cần phải cảm thấy bị mắc kẹt hoặc là bị khóa khỏi một tình huống mà bạn muốn tham gia. Bây giờ bạn đang nắm trong tay chiếc chìa khóa thần thánh để hỗ trợ bạn theo nhiều cách. À. Và bạn sẽ lấy lại được cái sức mạnh tự do của mình và nắm giữ được cái quyền lực của bạn. Ha. Ở đây thì bạn là một người đang đóng góp thực sự cho cái hành trình thông qua hành trình tâm linh của bạn. Bạn đóng góp những cái điều tốt đẹp cho cái hành tinh này. Ha. Và đồng thời hãy nhớ cái điều này là hãy tin rằng nhu cầu của bạn sẽ được vũ trụ đáp ứng một cách rất là hào phóng. Và bạn sẽ được hỗ trợ rất là nhiều ở đây. Và ở đây thì bạn sẽ được hưởng lợi, ha, từ cái sự hỗ trợ của các tần số cao hơn. Và bạn được cung cấp một cái bàn tay yêu thương để giúp nâng cao rung động của bạn và tiếp tục cái quá trình tiến hóa của bạn ở đây. Bạn ở đây để có một cuộc sống, một cái cuộc hành trình đời sống tâm linh của bạn trong một cái cơ thể con người. Và một phần của quá trình đó sẽ liên quan đến cái việc chia sẻ ánh sáng của bạn với chính trái đất. Và điều này có thể thấy là bạn sẽ đảm nhận những vai trò của một người chữa lành, một người hướng dẫn, một người cố vấn hoặc là một giáo viên cho những người khác trên con đường của họ. Và ở đây vũ trụ muốn nói với bạn rằng á, bạn là một người rất là mạnh mẽ để đóng góp những cái điều ý nghĩa và những cái chất lượng ý thức trên trái đất này. Và Ngài muốn bạn hãy thực hiện cái công việc của bạn với một cái sự tự tin và cống hiến thầm lặng. Và Ngài cảm thấy gọi là trân trọng với những gì mà bạn đã làm và thừa nhận cái tình yêu của Ngài dành cho bạn ở đây. Và Ngài sẽ hỗ trợ bạn trong công việc của bạn bằng mọi cách, thông qua việc cung cấp cho bạn cái phương tiện vật chất khi mà bạn ở trong cái hành trình của bạn. Có thể năng là bạn sẽ có những cái hỗ trợ về tài chính, nhà ở, thực phẩm hoặc là mối quan hệ giữa con người và động vật. Và Ngài sẽ cung cấp cái hướng dẫn cho cái sự tiến bộ của bạn và cơ hội phát triển và mở rộng cái phạm vi ảnh hưởng, cái cơ hội giáo dục và đào tạo và những phương tiện để bạn có khả năng tận dụng chúng và áp dụng những gì bạn đã học để bạn có thể gọi là chia sẻ cho mọi người. Bạn càng cống hiến hết mình cho cái nhiệm vụ chữa lành trái đất thì trái đất sẽ càng hỗ trợ bạn hoàn thành các mục tiêu được truyền cảm hứng của mình. Ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hi, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi thần lực của vũ trụ đang hậu thuẫn bạn điều gì ngay lúc này. Và đây những trải bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi bây giờ mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Ở đây mình thấy các bạn tụ 3 là những người đang rất là chăm chút cho công việc của mình. Các bạn đang rất là muốn kiếm tiền thật là nhiều ha, để đảm bảo an toàn. Ở đây thì có khả năng một số bạn các bạn đang chờ đợi một cái tin tức liên quan đến tài chính, hoặc là một số bạn có khả năng các bạn đang có những cái sự bị mắc kẹt, bị rơi vào cái giai đoạn hơi chậm chạp, trì trệ gì đó trong một cái tình huống nào đó ha. Và hoặc là một số bạn các bạn đang gọi là có một cái sự xuôi theo dòng chảy cuộc sống để xem coi mọi thứ nó sẽ diễn biến như thế nào. Bạn cũng là một người rất là đầy cái sự trí tuệ. Bạn cũng là một người có nhiều ý tưởng, hoặc là bạn là một người biết nhìn nhận mọi thứ ở góc, ở nhiều góc độ khác nhau ở đây. Một số bạn thì mình thấy khả năng là các bạn là những người hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể và đang trong giai đoạn có một cái sự đổi mới bản thân của bạn. Mình thấy khả năng là bạn cũng là một người biết đánh giá, xem xét lại cái hành trình của mình. Và có khả năng các bạn cũng biết gọi là đổi mới bản thân, biết tha thứ cho những cái lỗi lầm của chính bản thân hoặc là những người khác. Và muốn sống một cuộc sống vui tươi, rộng ràng và đầy cái sự gọi là sống theo cái đam mê, cái nhiệt huyết. Và có khả năng một số bạn các bạn đã có sự tỉnh ngộ, các bạn đã có một sự thức tỉnh. Các bạn đã biết ý nghĩa cuộc sống của mình là gì và bạn đang rất là cố gắng để có thể tìm ra cái hướng để bạn có thể là hoàn thành xong cái nhiệm vụ, cái sứ mệnh của bạn hoặc là cái ý nghĩa cuộc sống thật sự của bạn.
À, một số bạn ở đây các bạn đang có những cái sự đấu tranh ha, đấu tranh tâm lý, đấu tranh những cái sự cạnh tranh gay gắt trong cuộc sống, hoặc là những cái sự phê bình, công kích từ người khác, hoặc là một số bạn sắp tới sẽ có những cái cuộc thi, cuộc phỏng vấn gì đó ở đây đó. Cho nên là đôi khi bạn cũng mệt mỏi và bạn đang gọi là cố gắng dành thời gian để nghỉ dưỡng, để chăm sóc cho bản thân, hoặc là dành một khoảng thời gian bình tĩnh để có thể gọi là chuẩn bị cho cái cuộc thi sắp tới, cuộc phỏng vấn sắp tới ở đây. Các bạn là những người có khả năng lan tỏa, có khả năng chia sẻ, có giọng nói hay, hoặc là một người mang tầm ảnh hưởng khá là cao đối với người khác đó. Một số bạn có khả năng là một người nổi tiếng, một người được nhiều người biết tới, hoặc là bạn đang rất là mơ ước, hy vọng rằng bạn sẽ có được những cái thắng lợi tươi vui, thắng lợi vẻ vang, thì có khả năng là bạn được đạt được cái điều đó. Nhưng mà bạn cần phải giữ cho mình một cái thế cân bằng và có một cái nhìn tổng quát hơn về cuộc sống của mình. Đừng tiêu cực, đừng tự gọi là để bản thân của mình ha tự rơi vào cái hố sâu của sự gọi là bị động. Ở đây thì có khả năng là các bạn được khuyến khích hãy tin tưởng vào những phước lành, tin tưởng vào sức mạnh của vũ trụ, có khả năng sẽ hậu thuẫn giúp cho cái điều bạn mơ ước nó sẽ trở thành thực tế thôi. Đặc biệt là liên quan đến vấn đề tài chính ha. Thần lực của vũ trụ sẽ hậu thuẫn điều gì cho bạn ngay lúc này? Số bạn chọn tụ 2, tụ 3 hoặc là tụ 1 với tụ 3 hoặc là 3 tụ. Wow. Các bạn tụ 3 này giống như là gom góp giữa các bạn tụ 1 với tụ 2 lại. Ở đây vũ trụ muốn nói với bạn là bạn chính là đứa con hoàn hảo của vũ trụ. Mọi bộ phận trên bạn đều tuyệt vời ha. Và ở đây các thiên thần đang hướng dẫn bạn từ bỏ những cái đánh giá tiêu cực của bản thân và tận hưởng là chính bạn. Ha, một số bạn các bạn đang có những cái sự khắt khe với chính mình. Và ở đây vũ trụ muốn nói với bạn rằng mặc dù bạn thích có những tiêu chuẩn cao, nhưng điều quan trọng là bạn phải nhìn bản thân bằng con mắt yêu thương. Cái việc mà tự trách móc bản thân chỉ khiến cho tinh thần của bạn nó sa sút thôi. Và cái việc mà cải thiện bản thân nó đến từ một cái tư duy tích cực. Hãy nhìn bản thân mình qua đôi mắt của các thiên thần, của thần thánh, của vũ trụ. Và bạn sẽ thấy bạn là đứa con hoàn hảo và thánh thiện của Ngài. Mặc dù bạn đã phạm sai lầm trong quá khứ, nhưng không điều gì bạn từng nói, suy nghĩ hoặc là làm có thể thay đổi được cái tình yêu của vũ trụ dành cho bạn cả. Và ở đây thì vũ trụ nhìn thấy những cái sai lầm bên ngoài của bạn, nhưng mà nhìn họ Ngài nhìn thấy cái trái tim của bạn đang đập với cái tình yêu vũ trụ bên trong bạn, và Ngài yêu bạn vô điều kiện ha, và Ngài yêu cầu bạn hãy yêu chính mình một cách tương tự như vậy. Ở đây vũ trụ và các thiên thần đang giải quyết và giúp cho bạn đạt được cái nhu cầu lãng mạn mà bạn gọi là cầu xin. Hãy có một cái sự tâm sự cầu nguyện với vũ trụ và các thiên thần trong cái đời sống tình yêu của bạn ha. Ở đây thì có khả năng là bạn sẽ có thể bước vào một cái không gian, một cái thời gian lãng mạn trong tình yêu ha, và vũ trụ biết rằng bạn rất là khao khát có được một cái trái tim yêu thương, một cái tình yêu chân thành, và Ngài đã nhận được cái lời cầu nguyện của bạn và đang trả lời cho những cái sự khát khao của bạn. Và bây giờ bạn sẽ làm việc cùng với các thiên thần để bạn thể hiện được cái sự lãng mạn mà bạn đang tìm kiếm. Và các thiên thần sẽ hướng dẫn bạn theo những cách cụ thể để đảm bảo rằng các ngài thực hiện những cái mong muốn của bạn. Ví dụ như bạn có thể là bị thôi thúc mạnh mẽ phải lái xe đến một địa điểm nào đó, và bạn có thể gặp một đối tác tuyệt vời khi mà đến cái địa điểm đó chẳng hạn. Sự hướng dẫn của các thiên thần có thể là yêu cầu bạn tham gia vào các hoạt động cải thiện bản thân như là tập thể dục, có chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý, hoặc là có một cái sự gọi là chấn chỉnh tinh thần của mình, học hỏi những cái điều mới. Và khi bạn làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ khám phá ra cái sự lãng mạn mà bạn đang tìm kiếm,
và sẽ gặp được cái đối tác phù hợp ha. Khi bạn biết thay đổi bản thân của bạn thì cái tình yêu của bạn nó cũng sẽ có một cái sự gọi là thăng hoa, hoặc là bạn sẽ trở nên gọi là đào hoa hơn ha. Bạn sẽ có một cái vận may về tình cảm, hoặc là một cái sự lãng mạn giữa bạn và cái đối tác hiện tại của bạn. Hai bạn đang yêu nhau thì hiện tại có khả năng các bạn đang có những cái sự xa cách, mâu thuẫn, chiến tranh lạnh, hoặc là có những cái thời điểm không nói chuyện với nhau, có những cái sự bất đồng quan điểm gì đó, thì một cái sự lãng mạn đang được sinh sôi ở đây. Các bạn sẽ có nhiều thời gian gắn kết bên nhau hơn, mặn mà với nhau hơn. Và bạn đang nhận được những cái hướng dẫn thiêng liêng ngay bây giờ. Và bạn có khả năng nhận biết điều đó thông qua cái cảm giác của bạn, sự hiểu biết, hoặc là tầm nhìn, hoặc là tiếng nói bên trong. Và tất cả đang cố gắng nói với bạn điều gì đó, và rất là quan trọng, bạn phải tin tưởng và làm theo hướng dẫn này. Ở đây thì có khả năng các bạn sẽ có thấy được những con số lập trong giai đoạn này. Có khả năng đó chính là những cái sự hướng dẫn từ các thiên thần dành cho bạn ha. Có thể là con số 1010 chẳng hạn, hoặc 555 ha. Và ở đây thì một cái sự khởi đầu mới, đầy mới mẻ trong cuộc sống của bạn, bao gồm những cơ hội, con người và dự án mới được mở ra. Và vũ trụ biết rằng sự thay đổi nó có thể đáng sợ, và bây giờ Ngài ở bên bạn bằng năng lượng tình yêu thương. Và hãy cầu xin vũ trụ thiên thần, các đấng bảo hộ thiêng liêng, khi mà bạn cảm thấy sợ phải đối mặt với những tình huống mới lạ. Và ơn trên sẽ thúc đẩy sự tự tin và năng lượng của bạn để bạn có thể tận hưởng những cái khởi đầu mới của mình. Đôi khi chúng ta bám lấy những cái thói quen cũ bởi vì chúng ta đã quen thuộc với nó. Thì ở đây ơn trên muốn bạn cởi mở với những cách tiếp cận mới đối với cuộc sống. Có lẽ là bạn họ ơn trên sẽ dạy cho bạn một cách nhìn mới về các tình huống, hoặc là các ngài sẽ kêu gọi bạn học một cái kỹ năng mới ở đây. Dù đó là cái gì thì hãy bắt đầu ngay hôm nay. Hãy cho phép bản thân của mình có một cái sự bước vào cái cánh cửa mới mẻ này. Và bạn sẽ có khả năng khám phá được sự thật về bản thân của mình thông qua những trải nghiệm mới ở đây ha. Ngoài ra các bạn còn có được một cái tình yêu mới, một chương mới trong đời sống tình yêu của bạn đã bắt đầu. Dù đó là đối tác mới hay là một cái người yêu đang trong giai đoạn gọi là yêu đương hiện tại của bạn, thì sẽ có một cái sự gọi là thăng hoa hạnh phúc hơn trong cái tình yêu này. Hãy đón nhận một cái làn sóng mới của tình yêu thiêng liêng thông qua cái người bạn đời trong cuộc đời của bạn. Và ở đây thì vũ trụ đang chuẩn bị cho bạn nhận thức về những người mới bước vào cuộc sống của bạn. Và cái người này họ sẽ không giống với những người mà bạn đã gặp trước đây ha. Hãy cởi mở với những cái thay đổi trong các mối quan hệ hiện tại của bạn, và đừng bám chặt vào những cái ý tưởng về cách bạn nghĩ các mối quan hệ nên như thế nào ha. Đây là cái thời điểm của những cái thay đổi kỳ diệu trong đời sống tình cảm của bạn. Và bạn được yêu cầu hãy tin tưởng vào vũ trụ và các thiên thần để bạn có thể giải quyết mọi việc vì lợi ích cao nhất của bạn. Những thay đổi trong đời sống tình cảm của bạn sẽ chỉ trở nên đau đớn nếu bạn cứng nhắc trong suy nghĩ hoặc là hành vi. Còn nếu như bạn cho theo cái dòng chảy của tình yêu, thì bạn sẽ thấy rằng những cái phần cũ trong cuộc sống tình yêu của bạn nó sẽ bị cuốn trôi. Và chúng sẽ nhanh chóng được thay thế bằng những khía cạnh mới sẽ khiến cho bạn thích thú hơn. Thì một số bạn, cái mối quan hệ hiện tại của bạn có sự kết thúc ha. Hoặc là những bạn nào các bạn có một cái tình yêu thì có khả năng các bạn đang đóng vai trò chuyển tiếp sang một cái giai đoạn mới của sự đam mê và tình yêu mới ở đây ha. Có khả năng là bình cũ rượu mới, hoặc là một cái tình yêu mới hoàn toàn, tùy theo cái trường hợp của các bạn. Và cái người đối tác này đến với cuộc sống của bạn, họ sẽ truyền cảm hứng hạnh phúc tuyệt vời ha, cho cả hai ở đây. Và có khả năng đây là cái người sẽ đạt được đúng cái tiêu chuẩn của bạn, ước mơ của bạn sẽ trở thành sự thật ha. Thần lực của vũ trụ đang hậu thuẫn bạn điều gì ngay lúc này? Ở đây vũ trụ sẽ hỗ trợ để bạn có khả năng mạnh mẽ giải quyết, kết thúc những cái chương cũ, những điều gì đó không phù hợp với bạn, để bạn bước sang một cái giai đoạn mà bạn có khả năng tự tay mình kiến tạo nên mọi thứ, và nó sẽ có một cái sự gọi là thăng tiến ha. Ở đây thì mình thấy khả năng các bạn sẽ có một cái sự gọi là phải thay đổi một cái điều gì đó thì bạn mới đạt được cái điều này.
phải đạt để đạt được cái những cái điều mới mẻ, năng động, nhiệt huyết, đầy sự tươi vui đến với bạn được. Có khả năng một số bạn như mình nói kết thúc một công việc ha, hoặc là kết thúc một cái tình yêu ngang trái, hoặc là có một cái sự gọi là chiến tranh với người yêu, thì có khả năng các bạn sẽ có sự đẩy lùi những cái niềm đau chốn cũ đó ha. Các bạn có một cái sự gọi là mới tinh tình tịch luôn, có sự đổi mới hoàn toàn luôn ha. Và có khả năng các bạn sẽ kết thúc những cái vòng lặp trong tình yêu, những cái nỗi đau, những cái nỗi buồn, và các bạn sẽ mở ra cho mình một cái hành trình mới với đầy sự yêu thương, đầy sự quan tâm, và nó đáp ứng những gì bạn thực sự khát khao, bạn mong chờ. Tuy nhiên, bạn hãy giữ cho mình một cái sự cân bằng tuyệt đối ha, và đồng thời hãy biết đối mặt với vấn đề của mình và tìm cách để có thể giải quyết, hoặc là có một sự chữa lành hoàn toàn. Thay vì mình cảm thấy nghiệt ngã thì hãy tập trung vào việc gọi là thực tế hơn, thực tiễn hơn về cuộc sống, và hãy tập trung hơn vào cái việc nâng cấp bản thân, công việc và tiền bạc của bạn. Thì lúc đó tình yêu của bạn nó cũng sẽ có một sự tiến triển theo cái nhịp điệu cuộc sống của bạn ở đây ha. Ở đây thì mình thấy một số bạn là các bạn có khả năng cầu xin là sẽ được đó, nhưng mà bạn còn phải ý thức về cái suy nghĩ của bạn. Bạn cần phải loại bỏ những cái điều tiêu cực, những cái suy nghĩ không còn phù hợp với bạn ha, và đồng thời hãy có một cái sự thay đổi bản thân của mình cho nên tốt hơn, vững vàng hơn, cho nên gọi là tỉnh ngộ hơn, sống tiết chế cân bằng và đầy sự gọi là kiên nhẫn, kiên trì hơn, thì cái tương lai tươi sáng hoặc là những cái niềm vui rộn ràng nó sẽ đến với bạn ha, những tin tức vui nó sẽ đến ở đây. Và mình thấy bạn sẽ rất là hứng khởi, rất là phấn đấu và rất là vui vẻ trên cái hành trình này, và tràn đầy những cái sự gọi là sáng tạo, tràn đầy những cái sự gọi là phấn chấn và nhiệt huyết tiến về phía trước ha. Một số bạn có khả năng các bạn có sự chuyển đến một cái nơi ở mới luôn, hoặc là các bạn sẽ không còn phải tiếp xúc với những người tiêu cực. Các bạn có thể giải tỏa cái điều này, có thể là bạn sẽ có thể giải phóng bản thân ra khỏi cái môi trường tiêu cực nào đó, và vũ trụ sẽ giúp cho bạn thực hiện được cái điều này ha. Nhưng bạn phải có một cái sự đồng hợp tác nữa, bạn phải hành động thì mọi thứ nó mới diễn ra. Còn bạn có một cái sự gọi là ngồi chờ sung rụng hoặc là chờ đợi may mắn đến thì không có gì xảy ra cả. Bạn phải cần bước một bước thì vũ trụ mới có thể gọi là tiến 10 bước đến với bạn, và khiến cho mọi thứ nó có thể diễn ra theo cái kế hoạch của bạn ha. Và bạn được khuyến khích hãy nhìn cuộc sống của bạn ở một cái góc độ cao hơn, khái quát hơn. Đôi khi mình gặp những cái trở ngại hiện tại thì chưa chắc là mình sẽ lận đận luôn trong tương lai, mà đôi khi những trở ngại này nó sẽ giúp cho bạn có cái nhìn rõ ràng hơn, sáng láng hơn, và biết cách yêu thương, trân trọng giá trị của mình, biết cách lựa chọn đối tượng phù hợp, hoặc là cái môi trường sống là phù hợp, hoặc là cái đam mê phù hợp với bạn. Và việc gì nó xảy ra trong cuộc sống của bạn nó đều có ý nghĩa hết ha. Đôi khi sau này bạn nhìn lại bạn sẽ cảm thấy biết ơn, trân trọng về những cái thời khắc như thế này. Nó giúp cho cuộc sống của bạn đổi mới hoàn toàn. Một số bạn giờ gần đây các bạn cũng hay thấy số 222 lắm ha. Ở đây thì vũ trụ đang gửi cho bạn những cái thông điệp, và có khả năng là bạn đã nghe thấy nó thông qua việc bạn tiếp nhận thần giao cách cảm thông qua cái trực giác của bạn, hoặc là bạn có sự gọi liên kết với những cái suy nghĩ của chính bạn. Tuy nhiên nó được truyền cảm hứng từ sự hướng dẫn cao hơn của bạn và đồng thời vũ trụ yêu bạn một cách vô điều kiện. Và Ngài đem đến cho bạn những cái giải pháp, những câu trả lời cho những cái câu hỏi, và hướng dẫn bạn để gia tăng cái hạnh phúc của chính mình ha. Và giai đoạn này cái suy nghĩ của bạn cũng nó cũng rất là dễ ảnh hưởng đến cái kết quả, cho nên là hãy luôn nghĩ đến một cái diễn cảnh tốt đẹp, tích cực nó sẽ đến, thì có khả năng bạn sẽ có thể gọi là biến nó trở thành hiện thực. Và ở đây vũ trụ muốn bạn biết rằng trái tim của bạn không chỉ có khả năng cho và nhận tình yêu, mà còn kết nối bạn với một cái mạng lưới vĩ đại gồm những sinh vật cộng hưởng ở tần số cao nhất của tình yêu thiêng liêng. Và thông qua cái trái tim của bạn, bạn có thể nhận được thông tin và hướng dẫn từ các mạng lưới ánh sáng lấp đầy vũ trụ ha. Khi mà bạn học cách mở rộng trái tim để tiếp nhận những cái sự trao quyền này, thì khả năng của bạn
để làm việc với tâm thức tập thể một cách yêu thương nó sẽ tăng lên ha, bạn sẽ ảnh hưởng đến nhân loại một cách yêu thương, ảnh hưởng đến tập thể cộng đồng. Và đồng thời bạn có khả năng lan truyền được cái tình yêu và ánh sáng ở đây ha, và trái tim của bạn có sự rộn ràng đầy sự yêu thương ha, một cái tình yêu lãng mạn, một cái hành trình mới đem đến cho bạn những cái niềm vui tột độ ha, bạn cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy thỏa mãn với những gì bạn sẽ đạt được. Vì vậy hãy luôn nâng cao tần số của bạn ở đây và đừng cho phép những cái tần số thấp hơn nó lấn át bạn. Bạn đang có một cái sự nhảy vọt trên cái hành trình tâm linh của mình. Và ở đây thì có khả năng là bạn sẽ có được những phần thưởng tuyệt vời để giúp cho bạn có khả năng thực hiện được cái sứ mệnh của bạn. Và trái tim là chìa khóa để quyết định nơi bạn dâng hiến sự sùng kính của mình. Khi mà bạn cống hiến một cách có ý thức, một cách gọi là cho đi một cách vô điều kiện ha, trái tim của bạn sẽ cảm thấy được an toàn, được yêu thương và hiểu biết bên trong về sự đúng đắn. Nó sẽ được gia tăng ở đây. Ở đây mình thấy khả năng các bạn sẽ tạo ra được một cộng đồng, hoặc là bạn có khả năng kết nối với cộng đồng, một nhóm người cùng chung tần số năng lượng với bạn để tạo ra những cái lợi ích chung, hoặc là giúp cho cái hành tinh này nó đẹp hơn, nó tốt hơn ha. Và ở đây vũ trụ đang có sự gọi là gia tăng cho bạn những cái sự đam mê, những cái sự nhiệt huyết ha, giống như một cái ngọn lửa hừng hực vậy đó. Hãy để sức mạnh của ngọn lửa thiêng liêng làm sạch và thanh lọc bạn từ trong ra ngoài. Đây là không phải là lúc để bạn nắm giữ bất cứ điều gì, cho dù bạn từng tin rằng cần nó đến mức nào. Khi mà bạn có một cái sự gọi là buông tay ha, bạn có sự gọi là xuôi theo dòng, thì bạn sẽ đạt được nhiều hơn những gì mà bạn từng tưởng tượng. Hãy mở ra những cái phước lành và cuộc sống mới cũng sẽ có được sự mở ra ở đây. Và bạn giống như một chim phượng hoàng lửa ha, sẵn sàng xuất hiện từ cái ngọn lửa thánh và có sự tái sinh. Và đối với những gì mà gọi là nó tiến vào cuộc sống của bạn mà bạn không thể kiểm soát được, thì việc của bạn là phải có một cái sự nhìn nhận, lùi lại và quan sát kỹ hơn và chờ đợi xem mọi thứ nó diễn tiến ra sao. Còn việc của bạn là nên chấn chỉnh tinh thần của mình, nhìn nhận mọi thứ một cách khái quát nhất, và đồng thời giữ cho mình một cái tinh thần vững chắc, một cái suy nghĩ, một cái tâm niệm hướng về cái điều tích cực, thì có khả năng một cánh cửa tích cực sẽ mở ra với bạn ở đây. Và hãy để cho thần thánh hướng dẫn cho bạn bằng cách tin tưởng và cầu xin các ngài nhiều hơn, để giúp cho bạn có thể đi đúng cái hành trình của mình và không bị lạc lối ha. Và mình thấy dường như bạn sẽ có một cái sự gọi là phát triển cái công việc, cuộc sống của bạn một cách rất là đầy nhiệt huyết, đầy cái sự gọi là đam mê, nhiệt tình, cảm thấy hạnh phúc hơn rất là nhiều. Tại vì bạn có thể sống một cái cuộc sống mà đúng theo cái nguyện vọng từ trong trái tim của bạn ha. Và đây là thời điểm để bạn giải phóng những cái điều cũ, những cái sự áp bức, những cái sự áp đặt, những cái sự gọi là kìm cặp bạn, kìm hãm bạn phát triển rồi đó ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn trụ 3 ở đây. Nếu các bạn yêu biết kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.